Theo thông tin từ Văn phòng Thường trực Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Lào Cai, tối ngày 12 tháng 9, tại tỉnh Lào Cai xảy ra mưa lớn gây lũ quét, sạt lở đất làm 10 người chết và mất tích. Trong đó, thị xã Sapa có 2 người chết và 6 người mất tích, huyện Bát Sát có 1 người mất tích, huyện Văn Bàn có 1 người chết. Còn theo thông tin từ người dân tại thị xã Sapa, trận mưa lớn kéo dài vào tối ngày 12 tháng 9 đã khiến mực nước đầu nguồn dâng cao, xảy ra lũ quét, gây thiệt hại nặng nề về người và tài sản tại thôn Nậm Thang, Nậm Cang, xã Liên Minh, thị xã Sapa. Các nạn nhân là người dân địa phương đang trong trại nuôi cá nước lạnh. Trên địa bàn xã Liên Minh, thị xã Sapa, hiện có 62 trang trại nuôi cá hồi, cá tầm, với khoảng 600 bể nuôi cá đã bị cuốn trôi trên 90%. Người dân sống dọc dòng suối Nậm Bá, thôn Nậm Cang bị cô lập hoàn toàn do cây cầu duy nhất dẫn vào đây đã bị nước lũ đánh sập. Hiện nay, thị xã Sapa đang huy động mọi lực lượng tìm kiếm, khắc phục hậu quả do mưa lũ gây ra. Từ ngày 14 tháng 9, mưa lớn ở khu vực Bắc Bộ có xu hướng giảm, Bắc Trung Bộ còn có khả năng mưa kéo dài đến hết ngày 15 tháng 9. Ngay trong sáng ngày 13 tháng 9, đoàn công tác của Văn phòng Thường trực Ban Chỉ đạo Quốc gia về phòng chống thiên tai do ông Phạm Đức Luận, Chánh Văn phòng, làm trưởng đoàn, đã trực tiếp đi kiểm tra, chỉ đạo công tác cứu hộ tìm kiếm tại thị xã Sapa, tỉnh Lào Cai.